Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn video tháo lắp màn hình của Samsung Z2 2016 tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thì thấy đây là phần cáp màn hình của Z2 2016. Và kỹ thuật viên bên di động cao cấp.vn sẽ tiến hành tháo lắp cái màn hình Samsung Galaxy Z2 2016. Và qua đây quý khách hàng có hình dung rõ nét hơn về phần cứng bên trong của Samsung Z2 2016. Em tháo hết màn hình nhé, em tháo hết tất cả nhé. Thank you.